Em tên là Nguyễn Trí Quân, năm nay em 26 tuổi. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi. Bạn trai ở Bình Định vậy xa quá em có ngại không? Em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi, cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa. Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình không ta lấy gì? Ngắm ai cũng lãng mạn vậy. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng xệ, quá an phận. Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của tâm tiết đó chị. Tâm tiết hả? Dạ. Tâm tiết hay tôm tiết? Anh lên bạn cho thích là tôm tiết thôi. Tên là Nguyễn Hùng Vĩ, 37 tuổi. Em là Nguyễn Thanh Nhàn, 35 tuổi. Hy vọng lần này nếu mà được mối tình thì mình sẽ tiến tới hôn nhân luôn nhé. Không còn nhiều thời gian. 10 năm yêu nhau. 10 năm hai mối tình. Nói chung là mình đã có gia đình rồi mà ly hôn được 5 năm rồi. Được hai cháu thì mình, tại vì mình là con trưởng trong gia đình, không thể về ở rể được. Cô đó không chịu, cô đó một là chia tay, còn hai là về nhà của ả. Em nói khuyết điểm trước là khá là thẳng tính và nóng tính, còn nữa là em không biết nịnh ai bao giờ. Và cái nhược điểm là hơi nóng tính, nhiều khi đi nhậu về ngủ cũng hay ngáy, cho nên nói trước cho bạn nữ thông cảm. Về ngoại hình em có mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào không? Em cũng chưa giờ đặt ra một cái tiêu chuẩn nào về ngoại hình hết. Nhưng mà em cũng không thích hỏi. Không thích hỏi. Anh Linh là anh không có thích ai mà nói mấy câu đó hết trơn.